Từ khoảng chiều cho tới tối thì mọi người cũng đã được T-Rex với nhau, và đặc biệt là mọi người hay nói chuyện với nhau, là hỏi Minh Xù là ủa em ở đây có phải là một quán cà phê không? Xin thưa quý vị là không quý vị nhé. Ngày hôm nay thì T-Production và chị Hà đã lần đầu tiên chỉnh chu hết tất cả những chiếc ghế VIP nhất ở đây, những âm thanh ánh sáng tuyệt vời, và đặc biệt là có T-Rex 5 sao tại một cái khách sạn rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là New World Hotel Sài Gòn, để có thể phục vụ tất cả quý vị. Và mong là tất cả quý vị chúng ta sẽ có thật là nhiều điều tuyệt vời nhất dành cho chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được bật mí cho mọi người, không biết là có ai thắc mắc về cái giá vé sắp tới tại Love Song Love Việt Nam Đà Nẵng không ạ? Dạ vâng ạ, chúng tôi có rất là nhiều, Tina đang thắc mắc đúng không em? Ok, chúng tôi sẽ được thông báo riêng cho Tina, Thảo Thi cũng như là tất cả quý vị VIP nhất có mặt ở đây. Chúng tôi có rất là nhiều mệnh giá khác nhau nhé. Thứ nhất là mệnh giá là Moon, là ánh trăng đó quý vị, sẽ là 6 triệu đồng một vé. Sun là mặt trời sẽ là 5 triệu đồng một vé. Star sẽ là 4 triệu đồng. Venus sẽ là 3 triệu đồng. Và Mars sẽ là 2 triệu đồng. Và bên cạnh đó, những ai mà có cặp đôi quý vị, chúng ta sẽ lựa chọn Banana Hills để du lịch rồi nghỉ ngơi cùng với nhau, cũng như là nếu mà có thể thì sau khi mà mình cưới xong thì honeymoon cũng được rồi quý vị. Sẽ có một cái combo vô cùng đặc biệt là 25 triệu đồng dành cho cái combo này. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều những cái đêm nghỉ dưỡng tại Banana Hills, cũng như là kèm theo những cái chiếc vé, và bên cạnh đó cũng sẽ có những cái điều hấp dẫn sau đó sẽ được gặp gỡ riêng với chị Hồ Ngọc Hà nữa. Và quý vị thân mến, và vé show ngày hôm nay Minh Xù giới thiệu đến với tất cả quý vị đó, thì ngày mai chúng ta sẽ chính thức mở bán như quý vị nha. Sẽ mở bán ở đâu ạ? Vào lúc 19 giờ trên Ticketbox vào ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chính thức mở bán những chiếc vé đầu tiên của Love Song. Xin chào mọi người ạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian đến trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với Hà và Love Song. Chắc mình tràn ra ngoài chút đi ha. Dạ đồng ý ạ. Rồi. Dạ xin mời chị. Đẹp không quý vị? Wow. Cũng được. Có đầu tư. Hôm nay mẹ đi làm mà con mà hơi gọi. Bởi vì cả nhà đi nên phải vác đi luôn cả đi sau nhau. À, con đang luyện thanh đó mẹ. Dạ, con em đấy ạ. Dạ vâng, vỗ tay cho con chị Hà. Dạ vâng, bé đang luyện thanh. Leon, con lên đây. À, Leon là luôn luôn muốn gây sự chú ý. Con lên đây không? Con Leon muốn lên với mẹ không? Lên bàn bè với mẹ cho con. Yeah, lên. Sợ rồi, bây giờ sợ rồi. Không biết là cảm xúc đầu tiên của chị Hà trong buổi tối ngày hôm nay khi gặp mọi người trong một cái khuôn viên mà mình sự tin là rất là đẹp, và lần đầu tiên chúng ta đến với tầng 5 của một cái nơi mà rất là quen mọi người rồi là Diamond Plaza, nhưng mà được làm mới lại mà lần đầu tiên gặp gỡ mọi người luôn. Chị Hà muốn nói gì không? Hà phải đính chính, bởi vì ở đây trước khi mà diễn ra sự kiện này thì chỉ là một không gian giống như là công viên để mọi người ra đứng ngắm thành phố thôi. Dạ. Còn bên T-Production rồi là Diamond Plaza cũng như New World đã hỗ trợ cho Hà để có những bữa ăn nhẹ này, rồi ghế ngồi và một không gian vô cùng lãng mạn như thế này. Và mình nhất là lần đầu tiên tổ chức sự kiện tại đây thì phải. Chính xác ạ. Và muốn được tổ chức ở ngoài trời như thế này cho đúng với cái concept của Love Song Love Việt Nam là luôn tổ chức ở ngoài trời. Và Hà rất là cảm ơn tất cả quý anh chị báo chí, gia đình của mình, ba mẹ, rồi chồng con gì đi hết. Và đặc biệt là những người bạn thân thiết của Hà ở đây và các fan hâm mộ. Không sao, để con đứng dậy, không sao đâu. Con đứng dậy, con lại đây nào. Con lên với mẹ nè. Ok, không sao cả. Vỗ tay cho bé, quá là giỏi rồi. Mẹ ơi. Con có gì với mẹ không? Con muốn đi về, thế con chờ mẹ một chút xong rồi mình cùng đi về nhá. Ba bảo con lên đây mà mẹ đi về ạ. Tí xíu nữa con nhá, con chờ mẹ một chút nha. Ok, thế rồi. Con ngồi đây với mẹ nhé. Rồi, bây giờ chú Minh Xù cho con chiếc xe này, chiếc xe của con nè. Okay. Đang thích quá, đang thích cái khuôn viên nước ở trên đây quá. Nhân vật này cũng thích phá kịch bản với mình.
Và một lời cảm ơn đặc biệt nữa là dành tặng cho tất cả các bạn fan, bởi vì cũng rất là lâu rồi mới gặp lại các bạn và các bạn cũng rất là bận rộn nhưng mà dành thời gian đến trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Hà. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng là tất cả những gương mặt có mặt trong buổi tối ngày hôm nay sẽ giúp cho Hà được lan tỏa show diễn của mình, những thông tin của mình đến với tất cả khán giả nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ vâng, chắc em mời chị bước lên trên đây để mọi người có thể nhìn ngắm được chị rõ hơn. Hôm nay thì cái khuôn viên này là 360 luôn. Mọi người ở bên cánh trái, cánh phải ở bên đây để cùng có thể đến với chị Hồ Ngọc Hà để lắng nghe chị chia sẻ những cái thông tin tuyệt vời nhất trong cái dự án này. Nhưng mà bản thân mình Xu nghĩ rằng là một trong số những fans của Love Songs thì Minh Xu rất là mê từ những cái live show của chị ở trong khán phòng rồi, nhưng lần này là thì những khán giả quen thuộc của Love Songs thì sẽ có những cái khung cảnh mới, mà khi ở khung cảnh mới với những bài hát cũ thì chúng ta sẽ có cảm xúc mới. Tất nhiên là cũng sẽ quảng bá du lịch, nhưng mà bởi vì ví dụ như Đà Lạt hay Đà Nẵng không có Hà thì vẫn luôn đông như thế. Nhưng mà nếu mà có Love Songs và chúng ta cùng gặp nhau tại những cái địa điểm đó thì nó sẽ ý nghĩa và khó quên hơn. Và đặc biệt nữa là lần này khi mà Hà làm Love Songs thì giống như lần trước ở Đà Lạt thì Hà cùng ekip của mình cũng đã phối hợp cùng với thành phố, là đã được đi đến rất là nhiều nơi, những hoàn cảnh khó khăn để có thể chia sẻ một phần trích ra từ quỹ mà bán được vé để dành tặng cho tất cả những mảnh đời bất hạnh đó. Thì lần trước bọn Hà đã đến với các bạn không được nghe thấy và nói cũng không được, để cho Hà được biết rằng là mình đã hạnh phúc và may mắn như thế nào. Đôi khi chỉ khan tiếng một chút thôi là mình cũng đã than vãn rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi mà mình đến đấy để thấy được cả các bạn đã luôn luôn cố gắng để có thể nói chuyện được và nói cho những người đối diện của mình hiểu mình đang muốn nói điều gì là cả một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà các bạn chưa bao giờ đầu hàng, vẫn rất là tích cực, và có một bạn thì không nhìn thấy nhưng mà đã cố gắng hát ca khúc Cả Một Trời Tương Nhớ của Hà. Gọi gì vậy mẹ Hà?